Tiên làm gì con? Chơi. Con chơi à? Con đeo tất cho em hả? Hai chị em hai đeo tất đẹp thế. Nào con đi lại đây mẹ đeo cho. Đi đi, đây. À của em đi đây hả? Mẹ chị em đi đeo tất đẹp thế. À, mẹ đeo tất cho con à? Con biết đeo không? Yeah. Con có biết tự đeo tất không? Mẹ mua tất. Ừ. Con nhiều mới đẹp đúng không? Nhiều. Con chia cho Titi không? À rồi, chị gấu thử tự đi tắt mẹ xem nào. Mẹ đi cho em Titi nào. À Titi, đưa chân mẹ nào. Đi tắt đi giày cho nó xinh xinh. Ôi giời. Chân Titi. Chân luôn nè. Mẹ con gấu đeo sai rồi, cởi ra đi rồi để đeo lại nào. Ui rồi, để mẹ cột lại nha.
từ chờ mẹ một tí, mẹ buộc đôi tóc lại cho em đi đi ạ. Xinh xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây, đem lại đen nốt cho gấu nào. Này. Đôi tất của gấu màu gì? Màu trắng. Màu xanh. Màu tím. Màu. Màu xanh chứ. Màu. Màu. Đây là màu xanh, thế tất của Titi màu gì đây? Titi màu xanh. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu xanh. Titi ngồi ra đây để mẹ đeo cho nào. Còn chiếc này nữa. Ủa, mẹ đem màu đỏ, màu xanh. Hai chiếc của Titi màu đỏ, còn chiếc của con màu xanh. Titi màu đỏ, Titi màu hồng. Màu đỏ với màu hồng, còn của con là màu xanh. Con ấm chân không? Ấm chân. Titi có thấy ấm không? Titi lần đầu tiên đi tất. Titi ngọt biển nè. Hả? Đi ở viện. Ở viện là gì? Ở viện. Nhà về. Xin chưa? Xin rồi. À, cái tên này nó bị tua rồi. Cái nào? Chắc bên này nó bị tua rồi. Cho đi đi vô một tí nữa. Chân học đi làm sao cho nó nhỉ? Đẹp chưa? Đi, đừng có ngọc tay đó. Đẹp chưa? Nè, đẹp chưa? Đẹp chưa? Em đẹp chưa, Titi? Em cũng đẹp, Titi cũng đẹp. Em cũng đẹp, Titi đẹp. Titi đẹp hơn hay con đẹp hơn? Con đẹp hơn. Đẹp bằng nhau. Đây này, đứng lên, Titi đứng lên đi, thử mẹ xem nào. Nào Titi đứng lên mẹ xem nào. Đây. Tất của em Titi có cái hình gì đây? Hình môi. Môi á? Hình nào hình môi sao Titi? Titi ngậm tay leo xấu. Chị gấu không được ngậm tay nha. Đây ngồi nhỏ lên mẹ coi nào. Đây. Ngậm tay leo.